Yo, what's up anh em? Để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào khi mình up video lên trên kênh YouTube của mình thì anh em hãy bấm vào cái nút subscribe và bấm vào cái chuông bên cạnh. Đó, ok chưa? Thế thôi. Yo, what's up anh em? Minh Hiển. Ok, video này không phải chỉ nói về vấn đề âm nhạc mà còn nói chung cho tất cả mọi thứ mà liên quan đến động lực học tập. Đặc biệt là khi mà năm mới đã sắp đến rồi. Thực ra là ngay ngày mai luôn. Nói chung anh em mình thì hẳn là cái gì cũng muốn học, kiểu cái gì cũng muốn biết để kiểu phát triển thêm bản thân với rất nhiều lý do, như là để thêm tài lẻ này, thay đổi bản thân cho tốt hơn này, hay là để tán tán mẹ hàng xóm này, hay là đôi khi là tán luôn cả bố em hàng xóm này. Dĩ nhiên là học cái gì mới thì nó cũng rất là vui, kiểu như là đặc biệt là về âm nhạc ấy. Kiểu anh em cứ tưởng tượng là kiểu trong một nhóm người, 10 người, 20 người giấy, xong tự dưng là lòi ra một cái ông biết chơi đàn. Thế kiểu nhìn nó ngầu vãi trưởng luôn, mà nhìn nó rất gì và này nọ luôn. Kiểu như là nếu mà biết càng nhiều tài lẻ thì nó càng hay thôi. Nhưng mà dĩ nhiên là phải có tài chính á. Nhưng mà rồi dần thì chúng ta cũng đều nhận ra là mình học thêm thứ này thứ kia, học hết cái này cái kia, nhưng mà nó lại chẳng đi đến đâu, học mãi nó không giỏi. Ví dụ như ban đầu anh em có một cái tinh thần học là để kiểu tán mẹ em hàng xóm, tán em hàng xóm chẳng hạn. Thì bây giờ tán được rồi thì hết mất mục tiêu rồi, thế là thôi không cần học nữa. Hay là đôi khi là chúng ta vì cơm áo gạo tiền này, bởi vì kiểu tốn quá nhiều thời gian vào công việc kiểu 8 đến 10 tiếng một ngày, xong về đến nhà dĩ nhiên là chỉ muốn ăn cơm, chỉ muốn nghỉ ngơi, chỉ muốn tắm rửa bla bla bla. Hay là các cô cậu sinh viên, học sinh vẫn đang kiểu phải ngồi trên ghế nhà trường, xong rồi vẫn phải học rất là nhiều thứ, học thêm, học nếm, xong rồi thi cử này kia, vân vân và mây mây. Thì rõ ràng là những cái việc đó làm chúng ta thiếu đi cái tâm trí để chúng ta tiếp tục học tập, hay là chúng ta kiểu muốn làm một cái gì đó. Thế thì gọi là nếu chúng ta thực sự muốn phát triển một cái gì đấy, muốn học một cái gì đấy mới các thứ, thì làm thế nào để có thể học được? Thì trong cái video này thì gọi là một cái video cuối cùng của năm 2022, thì tớ muốn nói một vấn đề, đấy là làm thế nào để chúng ta có thêm động lực để học, đặc biệt là cái môn âm nhạc này chẳng hạn. Đấy, ok đi thôi. Ok, dĩ nhiên là chúng ta sẽ chia nhỏ ra như thế này. Đấy là đầu tiên, để có thể có được cái động lực học nó tốt hơn, để chúng ta phát triển nó này nọ hơn nhá, không phải chỉ âm nhạc mà là mọi thứ luôn. Thì cái đầu tiên, đấy là bạn phải có mục tiêu. Bạn phải có mục tiêu. Đấy. Rồi, nói về mục tiêu thì cái này thì ai cũng biết cơ, mà nó sẽ là cái quan trọng nhất để kiểu thúc đẩy anh em để có thể kiểu phát triển một cái gì đấy hay là học một cái gì đấy. Việc mà chúng ta hời hợt với cái mà chúng ta học hay là gì đó thì chắc chắn là nó sẽ không đi đến đâu cả. Và dĩ nhiên là cái câu chuyện đặt mục tiêu ấy, nó không phải là cái kiểu như là tôi thề, tôi hứa là vào năm 2023 tôi sẽ kiếm được 20.000 đô. Xin thề, xin thề. Đấy, không phải là cái kiểu đấy. Nói chung là kiểu đấy nó mềm lẽ. Khi mà mục tiêu của chúng ta nó quá viển vông, nó quá khó để đạt tới, thì dĩ nhiên là khi mà trong quá trình luyện tập thì kiểu chúng ta mới tập có một thời gian, xong rồi kiểu mãi không đạt được cái mục tiêu đấy thì nó nản kinh khủng khiếp luôn. Vì vậy là tôi khuyên anh em là nếu mà chúng ta có mục tiêu nhá, nó đã là tốt rồi. Nhưng mà cái mục tiêu của chúng ta thì nó phải chia ra làm các mốc thời điểm. Ví dụ là chơi đàn nhá, ví dụ anh em học chơi đàn chẳng hạn, thì cái mốc thứ nhất anh em đặt ra có thể kiểu nó đơn giản thôi. Ví dụ là chơi được bài mà chúng ta thích, chơi đàn được ở mức độ mà nó ra nhạc này, nó cơ bản thôi, nó đẹp làm sao mà đánh ra nghe nó giống tiếng đàn. Đó, đại khái thế. Sau đó chúng ta có thể khi mà chúng ta đạt được cái mức đấy rồi, xong chúng ta đến cái mốc số 2, mốc thứ hai. Đấy là ví dụ chúng ta chơi đàn nó màu mè hơn, nó có thêm kỹ thuật vào đấy hơn. Khi mà ok rồi thì đến mốc thứ ba, đó là tán mẹ em hàng xóm chẳng hạn. Đó, thì rõ ràng là khi mà nhá, anh em có một cái mục tiêu lớn chẳng hạn, thì anh em sẽ cắt nhỏ nó ra thành những cái mục tiêu nó nhỏ hơn. Thì khi mà chúng ta học tập một cái gì đó, chúng ta tập luyện gì đó, thì khi mà chúng ta đạt được cái mốc đầu tiên ấy, anh em sẽ có một cái cảm giác đấy là mình hoàn thành được một cái mốc trong cuộc đời. Thì nó sẽ có cảm giác kiểu nó hứng thú hơn, cảm giác nó đạt được thành tựu này kia hơn, nó cảm thấy mình rất gì và này nọ kiểu đấy. Thì xong rồi, khi mà đạt được mốc thứ nhất rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu có một cái mốc thứ hai, xong cứ lên dần. Rồi đến một ngày nào đó anh em sẽ nhận ra là mình đã đạt được cái mục tiêu của mình rồi. Đó, đại khái thế. Điều thứ hai đó là anh em nên phân bổ thời gian nó hợp lý. Cái này thì mình đang nói về câu chuyện là chơi nhạc thôi nhá. Thì bây giờ giả dụ như anh em là người đi làm chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta đi làm một ngày là 8 tiếng rồi. Sau đó là 1 tiếng nghỉ trưa ở cơ quan, xong rồi 1 tiếng đi đi về về. Thì về đến nhà thì phải ăn cơm, xong rồi đôi khi phải nấu cơm, xong rồi phải tắm rửa, xong rồi phải chơi với con, chơi với vợ. Nói chung là dành thời gian cho gia đình bla bla bla. Thì dĩ nhiên là cái khối thời gian của anh em nó rất là nhỏ. Thì anh em hãy hiểu nhé. Đấy là những cái gì mà quan trọng trong một ngày, thì anh em dành nhiều thời gian cho cái việc đấy là dĩ nhiên rồi, không nên bỏ qua những cái như thế. Và còn lại là anh em xem là sau khi đã dành thời gian cho những cái như thế thì chúng ta còn lại được bao nhiêu khoảng thời gian, 1 tiếng, 2 tiếng gì đó không. Thì trong 1 tiếng, 2 tiếng đó anh em hãy làm sao để 1 tiếng, 2 tiếng nghỉ ngơi đó là dành cho bản thân mình. Đấy. Ví dụ anh em sẽ nghĩ là mình có 2 tiếng để nghỉ ngơi này, mình sẽ làm cái gì đó này, thì anh em có thể chơi điện tử hay là làm gì đó đều ok hết. Thì ví dụ anh em bảo là mình sẽ dành ra thời gian để học nhạc trong cái thời gian đấy, thì
Ok, với cả anh em sẽ hiểu là chúng ta đừng kiểu như là như kiểu có một cái tư duy là mỗi ngày phải học đến vài tiếng đồng hồ thì mới giỏi, không có khái niệm đấy. Mà là mỗi ngày khi mà anh em đã dành thời gian ra để học thì bao nhiêu tiếng cũng vậy thôi. Anh em học 10 phút, 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng thì cái kết quả đem lại có thể nó vẫn giống nhau, nó không phải khác nhau quá nhiều. Quan trọng là khi chúng ta đã dành ra 2 cái tiếng nghỉ ngơi thảnh thơi đó thì chúng ta sẽ không bị sao nhãng bởi bất kỳ cái gì cả. Ví dụ là chúng ta không kiểu vừa học vừa xem phim, vừa xem Amy Fukada, vừa đánh gầy gảy đàn như này đấy, không phải kiểu đấy. Mà là đã là tập, đã là dành cho cái gì thì chúng ta phải dồn hết cái sức lực của chúng ta vào đấy, dồn hết cái gọi là cái trạng thái, cái tinh thần của chúng ta vào đấy. Đừng để bị sao nhãng vì bất kỳ cái gì cả. Đó, ok chưa? Nhớ nhá, không phải là chúng ta học cái gì, chúng ta làm cái gì cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ một ngày đâu. Ít cũng được, miễn là chúng ta tập trung hết mình thôi. Đó, đại khái như vậy. Đừng để những cái khoảng thời gian dành cho việc này việc kia nó bị đan xen vào nhau, vì như thế thực sự rất khó học. Ví dụ như là anh em vừa nấu cơm, anh em vừa học đàn, hay là anh em vừa bế con, vừa ngồi gảy đàn thì chắc chắn là không được. Đừng để những khoảng thời gian nó bị dính vào nhau. Luôn luôn dành cho mỗi cái việc của mình, ít thôi cũng được, 5 phút, 10 phút gì đó cũng được. Cái thứ ba đó là chúng ta phải rất là nghiêm túc với cái mà chúng ta theo đuổi. Chúng ta phải vui lên, chúng ta không tiếc tiền. Đó, đại khái là giả dụ đối với bộ môn âm nhạc nhá, thì anh em hãy hiểu như này. Đấy là không có cái khái niệm gọi như là thế này mới gọi là chuẩn, mà thế kia thì mới này nọ mới ghê mới bla 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 bla. Đừng để ai ép vào đầu anh em là chúng ta phải học như thế này mới là giỏi, phải học như thế kia nó mới là ghê gớm này kia. Không phải như thế. Khi mà anh em học cái bộ môn âm nhạc này ấy, thì anh em sẽ hiểu là như này. Đấy là anh em phải biết bản thân mình muốn cái gì. Khi mà học nhạc ấy thì nếu như mục đích của anh em chỉ đơn giản là kiểu học để chơi được bài mình thích thôi, vui vui thôi, kiểu như là buổi đêm thấy mưa rơi thì chúng ta đánh đàn, hay là chúng ta đang buồn chúng ta đánh đàn cho nó vui lên, hoặc đang vui chúng ta đánh đàn cho nó buồn đi, đó đại khái như thế, thì chúng ta chỉ cần học những cái gì mà gọi là phù hợp với cái mong muốn của chúng ta thôi. Chứ không phải là anh em rất là muốn học theo kiểu đơn giản nhẹ nhàng để chúng ta đánh một vài bài, mà chúng ta lại phải học nhạc lý từ đầu, chúng ta phải học rất là ghê gớm này kia, thực ra nó không có tác dụng gì lắm. Còn nếu như anh em đã xác định là chúng ta học nghiêm túc này kia, chúng ta muốn lên cao, muốn này nọ này kia, thì chúng ta phải học cho nó đàng hoàng, chúng ta phải tìm hiểu rất là kỹ. Và có một cái quan trọng là anh em đừng bao giờ tiếc tiền cho cái việc mà đi học. Bởi vì là nói thật là những cái miễn phí ở trên mạng thì chúng ta học được đến đây thì chúng ta cũng sẽ bị đi rất là chậm, mà chúng ta cũng sẽ không đạt được cái ý muốn của mình. Còn việc chúng ta bỏ tiền ra để học ấy, thì lúc nào nó cũng sẽ đem lại được kết quả tốt gấp rất nhiều lần. Đừng bao giờ tiếc tiền cho những cái liên quan đến tri thức. Có hai cái đầu tư tiền không bao giờ lỗ, đấy là sức khỏe và tri thức. Nếu chúng ta khỏe, chúng ta có tri thức thì lúc nào nó cũng lãi, không lỗ đâu. Nói thế không phải là bảo là anh em phải đăng ký khóa học của tôi hay cái gì đấy cả. Nhưng mà hiển dâu tôi là có một cái khóa học liên quan đến cảm âm, tức là chúng ta có thể ngồi đoán được cảm âm mà không cần phải xem ở trên mạng. Mình có cả khóa dạy piano để chúng ta ai cũng có thể, chỉ trong khoảng 2 đến 4 tháng thôi, chúng ta có thể chơi đàn nhìn như là biết chơi đàn luôn. Mà đôi khi là chúng ta có cả khóa fingerstyle để chúng ta học chơi đàn, nó solo, nó ngầu lòi, nó bla bla bla, các thứ nó ghê gớm lắm. Ấy, đại khái là quảng cáo thô thiển vậy thôi. Anh em nếu thích thì có thể đăng ký ở trên Facebook hiển dâu. Cái thứ tư đấy là chúng ta hãy học vì chúng ta muốn thế. Đó, tức là như nào? Thì anh em cũng phải hiểu là đôi khi là chúng ta học một cái gì đó, đặc biệt là những bạn trẻ bây giờ vẫn là sinh viên, vẫn còn là học sinh, thì lúc nào cũng sẽ xảy ra một câu chuyện, đấy là chúng ta bị ép học. Chúng ta bị ép phải học cái này cái kia. Thì cái đấy thì sẽ hơi khó rồi. Nhưng mà nếu mà những anh em chúng ta, những người lớn rồi, những người có gia đình rồi, thì học một cái gì đấy hãy có tinh thần là kiểu mình thích học cái đó. Khi chúng ta bản thân chúng ta đã thích học thì chúng ta sẽ học được. Chứ đừng vì kiểu như là học là thế này thế kia, xong rồi lại là người ta bảo mình học đi thì mình học đi, không phải kiểu đấy. Hãy học trong cái tâm thế gọi là mình rất là muốn, rất là thích, là học được thôi. Đừng nghĩ là phải có khiếu hay là phải có cái này cái kia cái lọ trai, thích là được. Và còn nếu những người mà kiểu bị ép học, chẳng hạn như những bạn trẻ bị ép phải học này học kia, thì nếu các bạn bị ép học âm nhạc ấy, thì có một cái câu chuyện đấy là chắc chắn là chúng ta học nó sẽ không được tốt cho lắm. Đấy là dĩ nhiên rồi, bởi vì chúng ta bị ép học mà. Nhưng mà hãy học cách biến những thứ mình không thích thành những thứ mà cũng được, cơ hiểu cũng ok. Ví dụ bằng cách là anh em có thể tưởng tượng là nếu như chúng ta học cái bộ môn bị ép này chẳng hạn, thì hãy nghĩ xem là trong tương lai cái thứ này nó có tác dụng gì cho mình không. Đó, thử nghĩ thôi. Ví dụ như là trong tương lai cái thứ này có thể giúp mình cưa được bố hay hàng xóm chẳng hạn, đấy ví dụ thế. Hoặc là giúp chúng ta có thể kiểu như là biết một chút tài vặt thì sau này có thể được đề xuất được đề bạt này kia hơn. Ví dụ anh em có thể nghĩ ha, về sau mà chúng ta đi làm xong rồi là cái khi mà gọi là cái gì đội nhân sự ấy, mà biết được là thằng ấy biết đánh đàn. Đấy, thế là chúng ta sẽ được cái khối nhân sự để ý hơn, nên chúng ta sẽ được này được kia hơn. Hồi xưa tớ đi làm cũng thế, kiểu bởi vì tớ biết chơi đàn.
Đấy, thế là đi làm mà phát làm bên nhân sự phải gọi là lúc nào cũng là có chương trình này kia, cái lọ cái chai, lúc nào cũng đi tìm mình. Đấy, mặc dù đôi khi cũng hơi phiền thật, nhưng mà đôi khi những cái đấy nó làm cho mình kiểu như là được nhớ hơn, được người ta nhớ đến mình hơn, thì mình muốn gì cũng sẽ dễ hơn, cuộc sống công sở nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đấy là sự thật, đó, đại khái như thế. Và cái cuối cùng, cái quan trọng nhất trong tất cả những cái liên quan động lực, đấy là các bạn đừng chần chừ và đừng có viện lý do. Dĩ nhiên là khi mà chúng ta còn trẻ, tức là chúng ta rơi vào khoảng tầm tuổi sinh viên, tuổi sinh viên thực ra là cái tuổi rất là tuyệt vời để chúng ta có thể học được mọi thứ trên đời mà chưa phải quá lo lắng về cuộc sống này kia. Đấy là nói chung chung, tôi không nói những bạn kiểu nhà gia đình không được khá giả phải đi làm này kia, nhưng mà tôi đang nói chung chung thì đúng là tuổi sinh viên, tuổi học sinh, tuổi sinh viên là tuổi gọi là khỏe nhất, không phải suy nghĩ quá nhiều và có thể học tập được rất nhiều thứ. Nó không như là cái tuổi kiểu đi làm thì chúng ta có cơm áo gạo tiền, nó sẽ vất vả rất là nhiều. Thì hồi trẻ thì dĩ nhiên là học được nhiều thứ, nhưng mà đôi khi là các bạn chần chừ, các bạn kiểu tự viện ra lý do để làm sao né tránh việc học này học kia, xong rồi kiểu chúng ta chỉ có ngồi không, chúng ta ngồi chơi này kia, không muốn học hành gì cả, thì thời gian nó sẽ thấm thoát thoi đưa y như chó chạy ngoài đồng vậy. Vèo một cái là công việc nó ập tới, là vợ con nó ập tới, là gia đình là này là kia, là mọi thứ sẽ chiếm hết toàn bộ thời gian của anh em. Đến lúc đấy tự dưng anh em lại có cái lý do kiểu ui dồi ôi thế này thế kia không thể tập được, sáng đi làm này tối này kia bla 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 bla. Biết thế hồi trẻ mình thế này kia, cái từ biết thế thế nó dở hơi vậy. Khi chúng ta còn thời gian, chúng ta còn này còn kia, chưa phải là quá lớn tuổi. Nói thật là kể cả những anh em, tớ đã từng được dạy đàn cho những anh em rất là lớn tuổi, đấy, bốn mấy, năm mấy, sáu mấy tuổi, thì họ đến lúc đấy họ bắt đầu tập, nhưng mà họ vẫn tập, chứ không phải là họ không hề thề viện lý do là ui tôi có tuổi rồi này kia, người ta vẫn rất là đam mê. Ồ, đại khai thế. Thực ra là dù anh em có lớn tuổi hay không thì câu chuyện vẫn là học được thì học đi, đừng chần chừ, đừng suy nghĩ nhiều làm gì cả, nó rất là mệt mỏi kiểu đấy. Thứ duy nhất mà cản trở chúng ta phát triển ấy, đấy chính là bản thân của chúng ta. Chúng ta kiểu như là tự tạo ra một cái vật cản, tự tạo ra những cái hàng rào để chúng ta không thể tự vượt qua được. Đấy bản thân là do chúng ta tự tạo ra cho bản thân mình thôi. Giống như là Lỗ Tấn đã từng có câu, đấy là trên đời này làm gì có đường, chỉ người ta cứ đi thì thành đường thôi. Đủ mê, hôm nay mình văn vãi lìn thề. Chúng ta cứ đi và chúng ta cứ tạo ra được thêm con đường cho bản thân mình. Đấy, chúng ta chỉ không thể tiến được nữa, không thể phát triển nếu chúng ta dừng lại thôi. Ui văn thế nhỉ. Đó, về cơ bản thì đấy là năm cái điều mà mình muốn gọi là đưa đến cho anh em để anh em biết tới nó. Thì như giả dụ mình áp dụng trên bản thân mình đi, thì ngày xưa khi mà lần đầu tiên cách đây mình học đàn ấy, mình học đàn cách đây là khoảng 14 năm gì đấy, năm 2008. Thì thực ra nếu mà nói thật ấy, thì ngày đấy mình đi học đàn ấy, nó không phải là vì một cái lý do gì đâu, chỉ là kiểu tuổi sinh viên mà, thì kiểu nó rảnh quá, nó cũng không biết làm gì, học trên trường xong đi về cũng chả phải làm gì mấy. Thì đúng kiểu chán quá, xong rồi tự dưng nghĩ là hay là kiểu mình kiếm cái gì làm cho vui. Đấy, thế là tự dưng nhìn thấy cái đàn đấy, nhà tớ là có cái đàn của ông ngoại để lại. Thì tớ nhìn thấy cái đàn, thế là nghĩ mình đi học đàn cho nó vui, đấy, biết đâu nó vui. Đấy, mà anh em phải hiểu là cái thời những cái năm 2008 cái thứ ấy, thì mặc dù là có internet rồi, đấy, dĩ nhiên anh em cũng biết là thời đấy internet là nó cũng ok, cũng mọi người đều dùng internet rồi, cái thời Yahoo cái thứ ấy, đấy. Nhưng mà nói thật là thời đấy bảo search Google các thứ vẫn kiểu chẳng biết gì mấy đâu. Tức là Google nó vẫn là một cái gì đấy khá là xa lạ. Xong rồi là YouTube thì cũng chả biết search sủng cái gì cả. Thì YouTube ngày đấy nó sơ khai các thứ. Thì sau đó thì tớ đi học, tớ quyết định ra ngoài đi học. Thế là đại khái là học thì cũng vui, thì cứ học thôi. Cũng chẳng đặt mục tiêu là mình phải thế này thế kia. Chỉ là mình chỉ như kiểu là mục tiêu rất là cơ bản, mình trả được bài đấy, mình đi học và mình trả được bài, thế thôi. Thế nên là mình tự đặt một cái mục tiêu đấy là nhưng mà mình đánh môn này mình cũng vui đấy. Thế thì bây giờ mình làm sao? Mỗi một ngày mình đi trả bài cho thầy thì mình sẽ trả hẳn 2 bài luôn. Đấy, mình tập trước luôn. Đấy, mình trả hẳn 2 bài luôn. Nhờ cái việc đấy mà như kiểu là bình thường một cái khóa đấy một người học phải mất khoảng 3 đến 4 tháng gì đấy mới xong. Thì mình học tháng rưỡi là xong rồi. Đấy, thế là xong rồi mình lên được thêm, thế là học được nhiều thứ linh tinh hơn, thế là cứ đánh thôi. Với cả cũng là tuổi sinh viên mà nó rảnh, thành ra là ngày nào cũng chơi đàn, kiểu cứ đụng vào đàn cho nó vui ấy. Chứ cũng chẳng nghĩ là mình phải tập nào kia, chỉ là mình cứ đụng vào đàn thôi. Đấy, xong rồi mình lên mạng mình search được những bài này bài kia, mình muốn đánh bài này bài kia mình thử đấy, mình cứ làm thế dần dần mình quen. Thế là vèo một cái 14 năm trôi qua và bây giờ đang ngồi nói lại với anh em như thế này. Đẹp dài người người sáng ngời luôn, mỗi tội chưa gội đầu thôi, tí phải đi gội đầu. Đó, về cơ bản là thế. Thì nói chung là năm mới thì cũng chúc anh em là chúng ta có thể phát triển hơn trên con đường mà chúng ta đã chọn và luôn có mục tiêu rõ ràng để có thể hướng tới làm được những gì mình muốn, đơn giản như thế thôi. Ok. Ok thì năm mới tôi cũng sẽ cố gắng để gọi là nghĩ ra nhiều cái để làm video hơn, với cả gọi là để mong là xin được bản quyền dễ dàng hơn để làm video cho anh em hơn. Đó là cái thế thôi. Ok.
hẹn anh em video tiếp theo của năm 2023 nhé. Xin chào. Peace.